Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly tích hợp cao cấp nhất hiện nay của hãng Akufei, có model là E5000. Đây là chiếc âm ly tích hợp chạy class AB đầu bảng của hãng. Đó. Chiếc âm ly Akufei E5000 này là cái phiên bản kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng. Nên là mọi những cái cao cấp nhất, tinh tế nhất đều tích hợp trên chiếc âm ly này. Đó. Chiếc âm ly này cái mức công suất đầu ra là ở trở kháng là 8 ohm với mức công suất là 240W và ở trở kháng 4 ohm là 320W, nên là hầu hết đều đáp ứng được những cái dòng loa cao cấp nhất hiện nay ở trên thị trường. Và đây là một trong những cái chiếc âm ly với cái cá nhân em thì nó thực sự là hoàn hảo đó. Với cái thiết kế là mặt vàng gôn, các bác nhìn không? Với thiết kế mặt vàng gôn đó, nhìn rất là đẹp mắt. Và cái kích thước của này nó nhỏ hơn cái con E800 đó. Em với cái cá nhân của em thì cái kích thước con này thì nó sẽ cân đối hơn với con E800. E800 thì nó dày hơn và cái chiều ngang nó như nhau đó. E5000 nó là cái model cao cấp nhất chạy class AB, còn E800 nó là cao cấp nhất chạy class A, là hai con là hai cái model song hành với nhau và hai con là hai cái trường phái khác nhau, nên là con này đầu bảng của AB, còn con E800 là đầu bảng class A. Với cái thiết kế là dòng class AB này vẫn sử dụng cái hai cái đèn vu truyền thống đó là kim vẩy, còn cái E800 là sử dụng đèn tia rồi các bác nhá. Đó. Bên tay trái em đây nó là cái đường input resistor, là cái đường tín hiệu đầu vào, đầy đủ tất cả các tính năng cho các quý vị và các bạn. Và bên tay trái em đây nó là cái volume. Volume này thì nó đang sử dụng volume số rồi nhá. Đó. Khi các bạn lên thì số nó sẽ hiển thị ở đây. Đó. Và bên dưới nó có một cái lắp band đây. Khi mình mở ra thì có cầu loa bass chép, đó, ba lăng, main in, main out, recorder. Và có những cái đường như là com này. Com là low lớt chứ các bác. Đó. Đó, đây là cái tắt đèn, display là tắt đèn này. Đó. Tất cả đầy đủ tất cả các tính năng cho quý vị và các bạn. Và bây giờ em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ tinh tế của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly Akufei E5000 này là cái phiên bản kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng, nên là những cái gì cao cấp nhất, những cái gì tinh túy nhất đều tích hợp trên chiếc âm ly này. Đó. Ngay kể cả những cái các bác nhìn đây nhỉ, những cái viền của cái volume này nhá, đó, nó sẽ có một cái ánh vàng mạ vàng đây. Đó, có gì đâu. Đây, cái ánh này. Đó. Ánh này chỉ trên con 5000 mới có, còn E800 cũng chưa có nhá. Đó, có bao nhiêu đâu. Đó, rất là xịn sò. Là đây, hai cái đường input và cái đường và cái volume đã tích hợp trên chiếc này. Đó. Rất là xịn sò. Và hai bên hông là hai sử dụng hai cái hồi gang và có sơn tĩnh điện giống như những chiếc âm ly thông thường khác. Những cái về phần này thì gần như là không có gì thay đổi rồi. Và phía sau đây đó là cái mặt phía sau của chiếc âm ly E5000 này. Dòng E5000 này sử dụng hai cầu loa AB đó. Và cũng như những dòng âm ly thông thường khác thì hỗ trợ thêm hai cái đường option đây, thì các bác có thể thêm cái cạc đây, mình dùng được đĩa than cũng như là DA. Và đây là cái đường input selector, là cái đường tín hiệu đầu vào, và bên dưới là có đường ba lăng input đó, pre-out hay là ba lăng input. Nói chung là có rất nhiều các đường vào. Đó. Akufei E5000 con này công suất tiêu thụ điện năng rất kinh khủng là 570W và điện 100V. Đó, con này là sản xuất tại Tokyo Yokohama. Sản xuất ở thành phố Yokohama. Vô cùng là tuyệt vời. Và chiếc âm ly E5000 này giá lít tại hãng đang là niêm yết là 287 triệu. 287 triệu.
và hàng demo như mới tinh là bên em chỉ có trên gần 200 triệu thôi. Đó, vô cùng hợp lý để quý vị và các bạn. Những này thì những máy này thì nó như máy mới tinh rồi, gần như là không chỉ khác mỗi cái bóc băng dính thôi. Đó. So với hàng mới chỉ khác mỗi cái bóc băng dính thôi. Đó, nên các bác yên tâm dùng, yên tâm tuyệt đối. À. Giá lít là 287 triệu các bác nhé. Và giá bên em hàng này thì chưa đến 200 triệu. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.